Xe ô tô giá rẻ nhất Việt Nam, Kia Morning đã bị xoắn ngôi bởi mẫu sedan hạng C vừa giảm giá sốc, chỉ còn 374 triệu. Một ô tô vừa giảm giá sốc, chỉ còn 374 triệu đồng, Kia Morning và Hyundai Grand i10 sắp không còn là sự lựa chọn hàng đầu. MG5MT, mẫu sedan hạng C giảm giá cạnh tranh xe hạng A. Trong phân khúc ô tô giá rẻ tại Việt Nam, Kia Morning và Hyundai Grand i10 sắp không còn là sự lựa chọn hàng đầu khi có sự xuất hiện của MG5MT, mẫu sedan hạng C vừa giảm giá sốc khi chỉ còn 374 triệu đồng. Trong thời gian tới, rất có thể MG5MT sẽ có sự bùng nổ về doanh số nhờ giá bán siêu rẻ. Tuy nhiên, khó khăn duy nhất của MG5MT để cạnh tranh với phân khúc xe giá rẻ tại Việt Nam đó chính là xuất xứ. Mẫu xe này hiện được nhập khẩu từ Trung Quốc thay vì Thái Lan như trước đó. Không chỉ mang lợi thế về mức giá, MG5MT còn gây ấn tượng về thiết kế với phong cách coupe style sedan thể thao. Thoạt nhìn còn có thể liên tưởng đến kiểu dáng của Aston Martin. Xe có kích thước dài, rộng cao lần lượt là 4.607 x 1.818 x 1.489 mm, chiều dài cơ sở là 2.680 mm. Thông số này tương đương với mẫu xe hạng C như Kia K3, Mazda 3 hay Toyota Corolla Altis. Tuy nhiên, do là phiên bản thấp nhất nên MG5MT chỉ có đèn halogen dạng bóng chiếu và đèn LED định vị ban ngày. Tính năng bật đèn tự động, gương chiếu hậu chỉnh điện, mâm thép 15 inch tương tự bản tiêu chuẩn của các mẫu sedan hạng B. Về nội thất, là mẫu xe có kích thước lớn nên không gian bên trong của MG5MT vẫn rộng và thoáng hơn so với các mẫu xe sedan hạng B tại Việt Nam. Hàng ghế sau của MG5MT có độ ngả lưng, không gian để chân khá thoải mái. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được trang bị vô lăng bọc da tích hợp các nút chức năng và đàm thoại dành tay, màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, đều là những trang bị hiếm có trên những mẫu xe giá rẻ. Về vận hành, MG5MT dùng động cơ 1.5 lít, 4 xi lanh, hút khí tự nhiên cho công suất 112 mã lực, hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước, công nghệ an toàn có cảm biến, camera lùi, ABS và EBD. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.